bóc hộp nồi chiên G65 công nghệ chiên halogen của Galut ạ. Đây là mã nồi chiên đang được làm các bà nội trợ Hàn Quốc. Đấy. Sản phẩm này bảo hành 18 tháng tại nhà đối với khách hàng ở Hà Nội. Khách hàng các tỉnh khác thì sẽ gửi về hãng có văn phòng đại diện tại Hà Nội, và cái phí gửi là bên hãng Galut này sẽ hoàn toàn chịu cho anh chị em. Ở đây vẫn còn một cái lớp nữa, khi nào mình dùng thì mình bóc cái lớp bảo vệ mặt này ra. Chuyên nguyên được một con gà luôn ạ. Nồi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chế độ. Nồi có 8 chế độ. Khi nào mình về mình dùng thì mình bỏ cái miếng cao su. Đúng bằng halogen đi. Đây là nguồn này, menu à, đúng không? Nhiệt độ, thời gian. Cái này với này chỉnh. Chỉnh thời gian này, chỉnh nhiệt độ này. Chạy. Nguồn. Nguồn. Menu. Kích rồi, menu bắt đầu kích. Thích cái này. Bây giờ là ấn cái này. Món menu. Món menu này này, xong rồi. Ấn xoáy cái này, chỉnh tất cả các nút này đang quay này. Đến cái nào thì đến cái đấy, chỉnh đến cái nào dừng lại cái đấy này. Đơn giản này, và đang chỉnh chế độ này. Đấy, cái hâm nóng. Hâm nóng này đấy. Chỉnh chế độ khác là chỉnh cái này. Còn nếu chỉ muốn chỉnh giờ đấy luôn, chỉnh chế độ ở đây thôi này. Còn đây là chỉnh thời gian này. Cho nó bắt đầu lên thì okay. Để cho mọi người thấy cái này sáng. Đó, xong bắt đầu rồi. Đấy. Bắt đầu ấy. Bắt đầu chạy chưa? Bắt đầu chạy nha. Bắt đầu như nào? Ấn xuống. À, đấy. Chúng mình nhìn thấy thực phẩm trong nồi. Hướng dẫn này, rất dày. Ok.
rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem. Sang làm việc.